Chiều ngày 27 tháng 8, đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh do ông Phạm Thành Thật, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện nghị định số 150 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh Cựu chiến binh, nghị định 100 số nghị định 157 ngày 24 tháng 11 năm 2016 của chính phủ về sửa đổi bổ sung nghị định số 150 tại huyện Cò Dầu. Hội cựu chiến binh huyện Gò Dầu có hơn 1.100 hội viên. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp hội cựu chiến binh huyện triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và quyền lợi cho hội viên theo đúng quy định. Song song đó, ngành chức năng đã lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên đúng theo trình tự, thủ tục quy định. Tính đến nay, huyện có 3.520 trường hợp hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế, từ năm 2023 đến nay, có 122 hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện vận động chăm lo cho các hội viên bằng nhiều hình thức như xây mới 9 căn nhà đồng đội và sửa chữa 2 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng, thăm hỏi 111 hội viên ấm đau, viếng 36 hội viên từ trần với tổng kinh phí trên 64 triệu đồng năm hội viên cựu chiến binh được học nghề lao động nông thôn và có việc làm ổn định qua đó góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất tinh thần phát biểu tại buổi giám sát ông phạm thành thật phó chủ tịch hội cựu chiến binh tây ninh ghi nhận những nỗ lực của huyện trong thực hiện các nghị định và đề nghị thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách đối với cựu chiến binh, quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cựu chiến binh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống. Các phòng, ban ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chế độ chính sách đối với cựu chiến binh, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định.